Bây giờ gần 1 giờ sáng giờ California. Tại Việt Nam bây giờ tôi nghĩ cũng 2-3 giờ chiều. Hôm nay ngày 29 tháng 6 2018 tại Hoa Kỳ. Thầy không ngủ, cũng vừa buồn mà cũng vừa vui khi thầy nhận được một lá thư của một vợ của một đảng viên cao cấp. Lá thư này nó viết quá dài. Bây giờ để thầy đọc cho quý vị nghe, để rồi quý vị sẽ nghe thầy phân tích cái lá thư này. Từ lâu rồi thầy vẫn có ác cảm với những gia đình đảng viên cộng sản cao cấp, vì thầy nghĩ rằng họ đã bị nhồi sọ, họ đang sống trong cái đặc quyền đặc lợi, cho nên họ quên đi tổ quốc, họ quên đi cái sự lầm than của đồng bào. Nhưng mà sau khi nhận được cái lá thư này, thầy hứa với cái người vợ đảng viên cao cấp này, thầy sẽ đọc và thầy sẽ phót cái lá thư này lên Facebook, ngoại trừ thầy giấu cái tên và địa chỉ email. Cái lá thư này nếu mà quả thật tất cả những người, những gia đình đảng viên cộng sản cao cấp mà đều quay đầu về với cội nguồn dân tộc, thì cái niềm vui của chúng ta, những người ở hải ngoại đang đấu tranh bảo vệ tổ quốc, sẽ thấy rằng dân Việt Nam mình sẽ không bị mất nước. Mời quý vị nghe thầy đọc. Tâm thư gửi đến đồng bào trong và ngoài nước và quốc tế. Gửi đến Thượng tọa Thích Thông Lai. Trước tiên con xin đảnh lễ Thượng tọa vì những điều Thượng tọa đã làm cho đất nước, và cho phép con gửi vài lời đến đồng bào trong và ngoài nước. Sao con xin Thượng tọa hãy đọc bức thư này đến đồng bào trong và ngoài nước. Con không biết là lá thư này bao giờ sẽ đến tay Thượng tọa, vì con không biết, con không quen ai, và cũng không biết tin tưởng vào Facebook nào, tin tưởng vào email nào để gửi đến Thượng tọa. Nếu trong livestream sau, xin thầy thông báo giúp con nhé. Con chỉ nghe thoáng một lần cái email, một người nào đệ tử của thầy trong lúc comment ở trên livestream, cho nên con hy vọng rằng email này là của Thượng tọa. Kính thưa đồng bào, tôi là một gia đình đảng viên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian gần đây, đất nước đã xảy ra nhiều biến động lớn. Nhìn cảnh đất nước lầm than, người dân ai oán, quan tham lạm quyền và ra tay tàn ác với dân lành, hơn nữa lại là bán nước cho bọn Tàu Cộng mang rợ. Tôi muốn góp phần mình trong công cuộc đấu tranh cho nhân dân đòi lại quyền tự do dân chủ, cho người dân. Mấy hôm nay tôi đã trăn trở rất nhiều. Thưa đồng bào, tôi muốn đứng lên kêu gọi các cuộc biểu tình chống lại chế độ thối nát, tham nhũng và tàn ác. Nhưng nhìn chồng và hai đứa con nhỏ của tôi đành phải kìm lòng lại. Vì nếu tôi làm vậy,
thì coi như gia đình tôi phải lâm vào cảnh lầm than, khốn khổ. Anh chị em tôi phải điêu đớn. Suy nghĩ rất nhiều, đêm không ngủ. Giờ tôi quyết định nói lên những suy nghĩ tâm tư của một gia đình đảng viên cao cấp. Dù biết việc làm đây rất bé nhỏ, và tôi vô cùng hổ thẹn vì mình không thể làm hơn được nữa. Trong hoàn cảnh của tôi bây giờ, nhưng tôi muốn nhen nhóm cho đồng bào một ngọn lửa bé nhỏ. Vì tôi hiểu rằng rất nhiều các cán bộ đảng viên cũng đang mang một tư tưởng, một tâm trạng như chúng tôi. Chúng tôi sinh ra khi đất nước đã không còn chiến tranh, hòa bình đã lập lại. Và chúng tôi đến trường học những gì mà đảng và nhà nước ban hành. Từ nhỏ chúng tôi đã được dạy cho kính yêu Bác Hồ và thần tượng Bác như một vị thánh nhân. Khi chúng tôi lớn hơn một chút, chúng tôi được học tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng. Tôi học với tinh thần tin tưởng tuyệt đối. Tất cả những gì mà họ đưa ra cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ là chế độ mà nhân loại phải hướng tới. Chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ phải sụp đổ trong nay mai. Ôi, bao nhiêu là trò mỹ dân, bao nhiêu là trò gian dối. Đầu độc tuổi thơ. Những ngày đầu của cuộc biểu tình, tôi vô tình click vào một clip quay cảnh biểu tình tại nước Mỹ. Tôi thấy đoàn biểu tình giương lá cờ vàng. Tôi nghĩ bụng là cờ chi mà lạ vậy? Sao nói biểu tình cho nước Việt Nam mà giương cái lá cờ lạ vậy ta? Tôi đặt câu hỏi. Tôi lên Google tra thì mới biết đó là cờ của Việt Tân. Hôm trước nghe ông xã bảo Việt Tân là quân phản động. Tôi nghĩ vậy là họ lợi dụng tình thế đây mà. Sau này nhờ các clip quay, các cảnh đàn áp, bắt bớ dân, cưỡng chế cướp đất, người dân của nhà nước, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những hình ảnh bọn tàu khựa ngang nhiên đâm tàu cá Việt Nam, đánh đuổi ngư dân Việt Nam ngay trên quê cha đất tổ Việt Nam. Rồi có những vị đại biểu quốc hội anh hùng dám đứng về phía nhân dân, đã lên tiếng về thực trạng đất nước. Có tướng Trương Gia Long, một vị tướng công an, đã tiết lộ tình trạng bộ máy nhà nước Việt Nam bây giờ đa phần là người của Tàu Cộng. Sau đó ông đã bị cho về hưu non. Hiện nay chính quyền Việt Nam đang thay thế toàn bộ nhân sự trong Bộ Công an, thay những người đứng về phía nhân dân bằng bọn đứng về phía giặc tàu. Cụ thể là Nghị định 106 của Bộ Công an và rất nhiều bằng chứng bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như mật nghị Thành Đô năm 1990, ba đặc khu kinh tế mà Trung Quốc đang ra sức thâu tóm. Rồi các thành phố lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, hầu như Trung Quốc đã mua hết những vị trí quan trọng. Tất cả đều được chứng minh trên thực tế. Rõ ràng, Bộ Giáo dục đưa tiếng Tàu Cộng vào làm ngôn ngữ chính, là cái ngoại ngữ bắt buộc các học sinh
phải học. Lo phát thanh tại Việt Nam nói toàn là tiếng Trung Quốc. Chưa kể đến ông giáo sư Bùi Hiền đã nỗ lực 40 năm để cho ra đời thứ ngôn ngữ quái dị. Tàu không ra tàu, Việt chẳng giống Việt. Thử hỏi có dính dáng gì không trong công cuộc đưa nền văn hóa Trung Quốc mang rỡ vào nước Việt Nam như bà Chủ tịch Quốc hội đã làm. Chúng tôi xin lỗi tất cả đồng bào hải ngoại, những con người mà từ trước tới nay chúng tôi luôn gọi các bạn là phản động, là chống phá. Chúng tôi không hề hay biết về sự thật mà đồng bào hải ngoại, đồng bào trước năm 75 đã phải trải qua. Tất cả những sự thật này đã bị đảng và nhà nước bưng bít, xuyên tạc mọi thứ. Chúng tôi chưa bao giờ muốn xem qua những trang tin tức mà các bạn đưa lên, vì chúng tôi gọi đó là giả tạo. Chúng tôi luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào chế độ mà chúng tôi đang sống. Trong lòng tôi nghĩ Việt Nam là một đất nước thật tuyệt vời. Đúng là nghèo đói, ở mãi trong hang giếng, không biết bầu trời rộng lớn bên ngoài. Cây kim trong bọc, giấu mãi có ngày cũng lòi ra. Vì sự thật không thể che giấu mãi được. Giờ đây, toàn thể nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn thấy rõ sự thật. Giờ tôi đã bắt đầu xem những thước phim tài liệu ngày xưa. Đồng bào đã sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên đất Việt Nam như thế nào? Hạnh phúc giàu sang như thế nào? Tôi đem những cuốn phim ấy đi hỏi những người lớn tuổi xem. Họ bảo đó là sự thật, chẳng phải mỹ dân, chẳng phải là ghép nối, chẳng có gì là giả tạo cả. Sự thật ấy đã làm cho tôi đau xót. Tiếc thay một chế độ như vậy đã bị sụp đổ, và thay vào đó là một chế độ độc tài yếu kém, đưa đất nước đến nghèo nàn lạc hậu, chơi với cái đất nước mang rỡ khét tiếng đến mức cả thế giới lắc đầu. Vậy mà họ vẫn chơi và cống hiến tất cả cho người anh em tốt. Như tướng Trương Gia Long đã phát biểu: hiến xương máu nhân dân, hiến quê cha đất tổ, hiến biển đảo tài nguyên, đổi lại cho các đảng viên cao cấp có một cuộc sống giàu sang sung sướng, bỏ mặc dân đói khổ lầm than. Hỏi rằng họ sống bao lâu? Họ trốn được lực nhân quả chăng? Ôi thôi mà họ chẳng quan tâm nhân quả làm gì. Vì là những con người theo chủ nghĩa vô thần, đó là cái tai hại nhất. Con người ta hồi đầu hướng thiện là nhờ có tôn giáo. Còn họ chẳng có tôn giáo nào cả. Họ chỉ tin vào sức mạnh của cái ác, xích vào sức mạnh của cây súng và ra sức đàn áp các tôn giáo. Tôi cảm ơn vì nhờ đã xảy ra biến cố. Biến cố ngày 10 tháng 6 mà nhân dân Việt Nam mới sáng tỏ được mọi thứ. Cảm ơn mạng Internet đã mang đến tất cả các thông tin trái chiều, những bằng chứng xác thực ngay trong hiện tại và quá khứ về tội ác mà Đảng Cộng sản Việt Nam gây nên. Khi biết được những sự thật này, tôi đã khóc thương đồng bào hải ngoại, những người luôn bị coi là Việt Tân phản động, phản quốc. Bao nhiêu uất ức mà đồng bào đã chịu đựng. Chúng tôi đã không tin các bạn, để giờ đây chúng tôi sống lầm than trong chế độ mà chúng tôi luôn trung thành.
tin tưởng. Bản thân tôi và gia đình tôi vẫn sống trong cảnh giàu sang im ấm. Chồng tôi vẫn đang là đảng viên cao cấp trong cơ quan thuộc cấp đảng ủy. Cuộc sống ổn định và cơ hội thăng tiến đang chờ, tương lai rực rỡ. Nhưng lương tâm của một con người không cho phép tôi nhìn cảnh đồng bào lầm than mà vô cảm thờ ơ. Tôi đau xót trong bất lực, tự hỏi mình có thể làm gì đây. Bức thư này dài lắm quý vị, thầy chỉ đọc có một nửa để rồi thầy đi vào trong cái phần bình luận, mới có nửa lá thư thôi quý vị. Đêm mai thầy sẽ đọc tiếp. Cái mừng của thầy là cái lá thư này do một vợ của một đảng viên cao cấp. Và cái lối hành văn, quý vị thấy cái cô này là một cái người sanh trưởng sau chiến tranh. Có nghĩa là cô sanh vào sau năm 1975. Cho nên cô hoàn toàn lớn lên và không biết. Thì bây giờ tôi nghĩ cô cũng đã 40 mấy tuổi rồi. Cô bị nhồi sọ từ nhỏ. Từ nhỏ khi mà cô còn là cô bé Hoàng Khăn Đỏ, là cháu Quan Bác Hồ, thì cô đã được đảng Cộng sản nhồi sọ, kính yêu Bác Hồ hơn là kính yêu cha mẹ. Rồi lớn một chút, phải tôn trọng Bác Hồ giống như thần thánh. Rồi lớn lên một chút, học về chủ nghĩa Mác Lênin, bách chiến bách thắng. Và cô nói rằng, lúc ngồi ở nhà trường, cô nói rằng tất cả các nước trên thế giới phải hướng về chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa này là đỉnh cao của trí huệ loài người. Và tư bản chủ nghĩa sẽ bị sụp đổ, sẽ bị giải chết. Nhưng mà quý vị thấy đến nỗi cô không bao giờ biết cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa là gì. Cho tới khi mà biến động ngày 10 tháng 6 năm 2018, cô mới lít vào tình cờ, cô nói ra, cô lít vào một cái lít biểu tình. Ở tại Mỹ, cô thấy cái tựa đề là cuộc biểu tình của người Việt Nam bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tại sao cô không thấy cái lá cờ đỏ, sao vàng? Lá cờ gì lạ quá. Cô mới vào Google cô tra, thì cô nói đây là lá cờ của Việt Tân. Nhưng mà cô ơi, không đúng đâu. Lá cờ này không phải của Việt Tân. Việt Tân ra đời lâu sau này lắm. Hiện tại tôi không có nói Việt Tân là cái gì. Tại vì tôi thấy tất cả các cái clip biểu tình ở Việt Cộng, ở Việt Nam nó nhồi sọ là lấy tiền của Việt Tân. Ngay cả tôi ở đây nè, mà có những dư luận viên nó còn coi như nó nói tôi là nhận tiền có bao nhiêu của Việt Tân, lầm rồi. Tôi tôn trọng tướng Hoàng Cơ Minh. Tôi tôn trọng những cái người Việt hải ngoại đang đoàn kết để giải thể chế độ Cộng sản và bảo vệ Tổ quốc. Cho nên tôi không có cái bài bình luận về Việt Tân. Ngày nào Tổ quốc Việt Nam thoát khỏi tay Tàu Cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, lúc đó tôi sẽ có bài phê bình về Việt Tân. Hiện giờ tôi không nói. Lá cờ này không phải của Việt Tân đâu. Cô ơi, lá cờ này là có từ đời vua, từ triều Nguyễn. Lá cờ này có trước khi cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Và lá cờ này từ triều Nguyễn là lá cờ này đại diện kể từ khi mà vua Bảo Đại, ngài đăng quang, và tiếp đến sau khi ngài thối vị, ngài
làm một cái việc công dân nước độc lập. Và sau đó đệ nhất Cộng Hòa là Thủ tướng Ngô Đình Diệm về chấp chánh, sau này trở thành ra là Tổng thống đệ nhất Cộng Hòa. Lá cờ này không phải của Việt Tân, nhưng mà tôi cũng không có chấp vì cô là vợ của một đảng viên Cộng sản. Nhưng mà lâu nay tôi hạ lùng lắm. Tất cả cuộc biểu tình của người Việt quốc gia hải ngoại không dính dáng gì tới Việt Tân. Mà tôi không hiểu đảng Cộng sản vô tình hay cố ý mà lại cứ nói là nhận tiền của Việt Tân. Cho nên quý vị ơi, tôi ăn chay, tôi không ăn phở mặn, cho nên tôi không ăn phở quà được. Thì nó hoàn toàn tôi không có ăn tiền phở gì của Việt Tân đâu nha. Tôi chỉ nói về cô, từ từ cô sẽ hiểu. Nhưng mà tôi phải chỉnh lại. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa này, cái lá cờ này đã đem lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa và Tổ quốc Việt Nam. Lá cờ này là lá cờ khi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1956, 55 gì đó, là ngày quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Và cái lá cờ này đã biết bao nhiêu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống để bảo vệ lá cờ này. Rồi trong cuộc chiến từ năm 1954 tới 1975, hàng triệu thanh niên miền Nam cũng đã nằm xuống ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, đã nằm xuống trong các nhà tù cải tạo từ Bắc vào Nam. Và hàng triệu người bỏ mình trên biển, hàng triệu người đã vượt biên cũng vì lá cờ này, mà cũng nhờ cái lá cờ này mà 2 triệu đồng bào tị nạn được nhận vào Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ để tị nạn Cộng sản. Nếu mà một ngày nào đó tôi nói về cái lịch sử lá cờ này và những người đã bảo vệ lá cờ này, nó dài lắm, không thể trong một ngày một bữa nó hết được. Lá cờ này bây giờ còn tung bay ở Hoa Kỳ mà không bị thay bằng lá cờ máu của Cộng sản, là nhờ có những anh lính già Việt Nam Cộng Hòa ở hàng tuổi 70, 80, ngày đêm chỗ nào có treo cờ máu là các bác cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, không mặc trời mưa trời nắng, bị vợ con lên án, ăn cơm nhà vác ngà voi. Cái việc làm của các người lính già Việt Nam Cộng Hòa ở hàng 70-80 giờ này vẫn còn, và kết quả là rất nhiều thành phố và tiểu bang đã công nhận lá cờ vàng này. Và lá cờ vàng này vẫn còn bay trên ngực của các cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Lá cờ này ngày xưa nó được bảo vệ bằng máu trên cổ thành Quảng Trị, nó được bảo vệ bằng máu của các sư đoàn 5 bộ binh ở tại Bình Long Anh Dũng, nó được bảo vệ bởi các liên đoàn biệt động quân và quân đoàn 2 ở Kon Tum, và nó được các thiếu sinh quân Việt Nam Cộng Hòa, những người tử sĩ có cha chết trong cuộc chiến gọi là thiếu sinh quân ở Vũng Tàu, đã đánh tới viên đạn cuối cùng, mặc dù các em chỉ ở tuổi 11, 12, 13, và làm lễ chào cờ, cuốn cờ, rồi không đầu hàng. Như vậy, hôm nay quý vị thấy rõ, một vợ của đảng viên Cộng sản cao cấp đã viết một cái tâm thư và xin lỗi người Việt hải ngoại, xin lỗi những người mà lâu nay
cô coi là kẻ thù, là phản động. Và bắt đầu, cô nói rằng lâu nay cô tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Không bao giờ sử dụng Internet để coi những phim ảnh, những thông tin mà cái bọn phản động ở hải ngoại. Nhưng mà nhờ biến cố ngày 10 tháng 6 2018, cô vào trong Internet, rồi lần lượt tìm hiểu. Rồi từ cái biến cố đó, cô mới coi luôn những cái clip mà chính các đài truyền hình của Đảng Cộng sản Việt Nam họ phát lên. Cảnh tàu cảnh sát biển Việt Nam bị các tàu của Trung Quốc dây ủi, dây đánh. Cảnh các ngư dân ở miền Trung, các tàu đánh cá trong hải phận Việt Nam bị các tàu của tàu cộng xua đuổi đánh chìm, mà các tàu kiểm ngư Việt Nam, các tàu cảnh sát biển ra tiếp cứu cũng bị quạ lây. Rồi cô bắt đầu cô theo dõi hiệp nghị Thành Đô là gì, và cô theo dõi tất cả các lịch sử xảy ra, và cô đi hỏi những người lớn tuổi đây có phải là sự thật hay không. Và sau khi những người lớn tuổi xác nhận, đồng bào sống với thể chế Việt Nam Cộng Hòa hạnh phúc như thế nào? Và cô đã khóc. Cô đã khóc vì cô hối hận. Mặc dù hiện tại cô nói rằng chồng cô là một đảng ủy cao cấp, tương lai đang sáng lạng. Cô không muốn hai đứa con nhỏ của cô cũng sẽ khốn khổ như là tướng Trương Gia Long. Một vị tướng công an dám lên án, bây giờ ở trong các chức vụ quan trọng đều là người của Tàu Cộng. Và chính cô đã nói nghị quyết 106 của Bộ Công an thay thế toàn bộ tất cả những người công an mà có tâm hồn phục vụ nhân dân chứ không phục vụ đảng. Và quý vị ơi, cô đã ca tụng có một vài đại biểu quốc hội đã dám đứng lên nói những cái clip để lên án đảng Cộng sản. Và cô đã thức tỉnh. Cô nói một câu, dù cho cái kim nhỏ bé mà giấu ở trong một cái bọc, lâu ngày nó cũng lòi ra. Hôm nay 43 năm kể từ ngày miền Nam bị bức tử. Bức tử bởi đồng minh không viện trợ, trong khi Tàu Cộng và Liên Xô viện trợ cho Cộng sản Bắc Việt. Dương Văn Minh đầu hàng, nhưng người lính Việt Nam Cộng Hòa không đầu hàng. Và cô nói rằng sự thật sẽ được trả lại cho sự thật. Và trễ còn hơn không. Tôi gửi một cái thông điệp này, mà chính trong cái lá thư, cái đoạn đầu, cô đã nói tâm trạng chung của các đảng viên Cộng sản bây giờ là như vậy. Bây giờ tại sao tôi không đọc hết? Tại phần sau nó rất là hay. Tôi phân chia loại đảng viên. Trong 4 triệu đảng viên hiện tại, thì những cái đảng viên mà có công, mà hy sinh trong cuộc chiến Điện Biên Phủ, những người đó bây giờ được cấp cho cái bằng liệt liệt sĩ tổ quốc ghi ơn, tổ quốc ghi công. Những người đã hy sinh trong cuộc chiến để mà giải phóng miền Nam, thì giờ này những người đó cũng thân tàn ma dại rồi. Trái chanh đã hết nước. Những người đó bây giờ đang khóc hận, biểu tình lây lớt ở đầu đường, dưới đầy ngực quy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ đã bị phản bội, chống Mỹ cứu nước, để rồi Nguyễn Xuân Phúc bỏ tiền đi qua Mỹ, mua nhà cho con, đưa con du học, chống Mỹ cứu nước. Tại sao Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, rất nhiều đảng viên lại không đưa đi qua Tàu Cộng mà ở, lại không đi qua ở Nga mà ở, hay là qua Bắc Hàn mà ở,
Hawakuba ở Nam Mỹ mà ở. Cho nên họ thấy họ bị phản bội. Cái lớp người này bây giờ chỉ có đuôi và điếc. Những cựu cán binh Việt Cộng, chỉ có những người nào trong cuộc chiến bị đuôi và điếc thì mới không biết bị đảng Cộng sản lừa gạt. Ngoài ra, người nào mà con mắt cũng phải là thấy mình bị lừa gạt rồi. Kế đó những người đã hy sinh trong cuộc chiến năm 79 chống bọn bành trướng Trung Quốc, hy sinh xương máu, để rồi bây giờ cái bọn Nguyễn Phú Trọng, cái bọn ủy viên Trung ương Đảng, cái bọn Quốc hội bán tổ quốc, lấy tiền bỏ túi, mặc ai chết kệ ai, mặc sự hy sinh của các chiến binh ngày đó, các sư đoàn sao vàng. Rồi bây giờ quý vị thấy rõ, 2 năm nữa, những người ở hải ngoại như thầy Thông Lai, như Lisa Phạm, như nhiều lắm, chúng tôi có hạnh phúc, chúng tôi có tự do, chúng tôi không đói đâu, chúng tôi không khổ khi 2020 đâu, vì thời gian chúng tôi sống tại Hoa Kỳ nó nhiều hơn thời gian chúng tôi sống ở Việt Nam. Như vậy chúng tôi thức đêm thức hôm, chúng tôi gây thù gây oán với Cộng sản, chúng tôi gây thù gây oán với tình báo Hoa Nam để làm cái gì vậy? Vì bảo vệ tổ quốc, vì nghĩ tới thế hệ thứ hai, thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi cũng bảo vệ luôn những con cháu của đảng viên Cộng sản. Chúng tôi không muốn rằng những cô bé bây giờ ở tuổi 15, 16 tới năm 2020 nó trở thành ra là những người nô lệ tình dục cho bọn Tàu Cộng. Bọn Tàu Cộng có cái khuynh hướng trọng nam khinh nữ. Cho nên hiện giờ thống kê quốc tế, Tàu Cộng có 1 tỷ 500 triệu người. Mà trong đó cái số thặng dư đàn ông là 500 triệu. Ở Việt Nam chỉ có 95 triệu. Thì 45 triệu đàn bà cũng chưa đủ để cho Tàu Cộng để mà giải quyết tình dục. Giải quyết xong rồi bán nội tạng. Tôi không muốn những cậu thanh niên, sinh viên giờ đây đang học ở các trường của Cộng sản Việt Nam, để rồi năm 2020 trở thành là những người nô lệ bán nội tạng tay sai cho Tàu Cộng. Tóm lại, quý vị ơi, tôi kêu gọi cái lá thư này là cái lá thư của vợ của một đảng viên cao cấp, của một người đảng ủy, tôi tạm không nói tên, cũng không có cung cấp email, nhưng mà tôi sẽ phót cái lá thư này đầy đủ ở trên Facebook ngày mai. Tôi chỉ giấu cái email address thôi. Đã cái thư này để kêu gọi những người đảng viên Cộng sản. Tôi kêu gọi tất cả mọi người mà còn chút xíu gì lương tri, nghĩ tới con cháu của mình. Đời mình đã hết rồi. Đời mình không còn bao nhiêu nữa. Tôi còn 3 năm nữa đi vào hàng thất thập cổ Lê Hy. Cũng không sống bao lâu. Nhưng không thể ngồi yên. Đức Phật dạy đệ tử, tu không phải trở thành cái người vô tri vô giác. Một con người thanh niên chưa quy y Phật, biết thương mẹ, biết thương cha, biết thương anh thương em, biết thương đồng bào, biết thương tổ quốc, thấy tổ quốc lâm nguy, biết đứng lên để bảo vệ tổ quốc, biết binh cái phải và ghét cái ác. Như vậy một người tỳ kheo bỏ cha bỏ mẹ, mang tất cả nợ nần, một vị nhà sư không cài sâu cuốc bẩm mà có gạo ăn, một nhà sư không nuôi tầm dệt vải mà có áo mặc, một nhà sư không phải trả tiền điện mà có ánh sáng,
Một nhà sư không phải trả tiền nước, mà có nước lạnh nước nóng. Một nhà sư không phải trả tiền bảo hiểm, mà có xe để đi. Tất cả những cái đó đâu phải từ trên trời rớt xuống. Đồng bào chắc chiêu từ sen từ cát. Đồng bào hướng về cái ngôi chùa. Ngôi chùa là cái nơi che chở hồn dân tộc. Ngôi chùa là cái nơi để phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà đạo Phật ngày nay làm sao vậy? Đức Phật đâu dạy chúng ta tu để trở thành cái loài vô tri vô giác. Phật là gì? Phật không phải là cái ông Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái ông Phật này không phải là Phật Ngọc, mà bao nhiêu người bị lừa gạt từ Việt Nam ra tới Hoa Kỳ. Cái ông Phật Ngọc này hoàn toàn không có cái gì dính dáng với ông Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ hết. Ông Phật Ngọc này quả thật, vì ông Phật Thích Ca ông đã từ bỏ ngai vàng địa ngọc cách đây 2600 năm. Ông bỏ để trở thành người ăn mày. Như vậy ông Phật ông sống ở đâu? Ông sống ở dưới gốc cây. Ông Phật ông sanh ở đâu? Ông Phật ông sanh ở dưới gốc cây. Ông Phật ông bệnh ở đâu? Ông Phật ông bệnh dưới gốc cây. Ông Phật học đạo ở đâu? Ông Phật học đạo dưới gốc cây. Ông Phật chứng đạo trường đại học nào? Chứng đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Và ông Phật giảng đạo ở đâu? Giảng đạo ở dưới gốc cây. Và ông Phật chết rồi có lăn tẩm không? Không. Ông Phật chết dưới hai gốc cây Ta La Sông Thọ. Ông Phật có làm đám giỗ không? Tôi chưa thấy ông Phật làm đám giỗ. Ông Phật có làm sinh nhật không? Tôi không có thấy Phật làm sinh nhật à. Sau này Đức Phật chết rồi mình mới bày đặt Phật đản à. Chứ trong lịch sử kinh điển của Đức Phật không có một cái đoạn nào nói về Đức Ngài A Nan hay là ông vua này vua kia làm sinh nhật cho Phật. Phật đi bộ. Phật không có nhà lầu xe hơi. Phật là giác ngộ. Phật là thương chúng sanh. Phật là lên án những cái gì mà xấu. Phật là không hợp tác với cái ác. Phật là làm những cái thiện. Phật là giác ngộ. Chứ không phải ông Phật đồng Phật đất Phật xi măng, Phật vàng Phật bạc. Sai rồi. Quý vị tu như vậy thì làm sao quý vị cực lạc? Quý vị về cực lạc làm sao? Khi mà đồng bào chúng ta đang sống trong cực khổ. Cho nên cực lạc của Thông Lai là ở đây. Ngay cái thế giới này, ngay đất nước Việt Nam này mới cần những tỳ kheo ở trên cõi cực lạc. Ở trên đó vàng bạc nhiều lắm. Ở trên đó không có người bóc lột người. Ở trên đó không có cảnh mà nước này ăn hiếp nước kia. Cho nên những tỳ kheo như Thầy Thông Lai không cần về đó. Cần ở đây để chi? Ngày nào còn đảng Cộng sản, ngày đó con có chết đi, con cũng nguyện trở lại làm người Việt Nam. Để tiếp tục con đường, để mà bảo vệ đồng bào, những người muốn nói mà không có miệng để nói, những người bị chèn ép, những người bị áp bức. Cho nên cái thế giới cực lạc của những vị thầy sư quốc danh bây giờ là về trên đó có vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, bỏ mặc cho tổ quốc. Còn Phật quốc của Thầy Thông Lai ở đâu? Phật quốc của Thầy Thông Lai là nước Việt Nam hình cong như chữ S. Phật quốc của Thầy Thông Lai là nơi đó những đồng bào đang bán vé số sống từng ngày. Nơi đó có những cô gái bị bán qua tàu để làm mãi dâm. Phật quốc của Thầy Thông Lai là những người xuống đường biểu tình cần sự cứu khổ. Ngài Địa Tạng, Ngài nói rằng một chúng sanh còn ở địa ngục, Ngài không thành Phật. Mà tất cả tỳ kheo đều bị tụng kinh Địa Tạng. Cho nên ngày nào các tù nhân lương tâm,
các đồng bào biểu tình bất bạo động, mà còn bị bắt giam bởi các người đồng bào Việt Nam, các cảnh sát cơ động nói tiếng Việt Nam, những cảnh sát nhân dân nói tiếng Việt Nam, mà đánh những người Việt Nam. Địa ngục ở đâu tôi không biết. Địa ngục ở tại đây. Quý vị thông cảm nha. Thầy chạy máy đèn mà nó bị cúp điện. Tôi bị cúp điện. Thầy chạy bằng máy đèn. Địa ngục chính là những nơi mà những người dân vô tội đang bị tù đày vì hai tiếng bảo vệ quê hương. Cái bọn bán nước là những tên cai ngục. Những người yêu nước lại là những tội nhân. Địa ngục ở âm phủ, những người bán nước là những tội nhân. Và những người yêu nước chính là những người quan công để xử tội nhân. Cho nên Phật quốc của Thầy Thông Lai chính là Tổ quốc Việt Nam. Thầy Thông Lai cũng không cần qua Ấn Độ để mà cầu xin, vì tôi qua Ấn Độ chỉ là cái nơi mà, cái nơi đó là cái nơi sanh ra của ông thầy thôi. Và tôi có đến cái Bồ Đề Đạo Tràng là chỗ đó là cái nơi mà ở cái ông thầy tôi, ổng tốt nghiệp. Mà tôi có đến cái chỗ Phật nhập Niết Bàn thì nơi đó là chỗ mà ông thầy tôi ổng chết thôi. Hả? Có ích lợi gì cho dân tộc tôi đâu. Cho nên nhiều người hỏi tôi tại sao không tổ chức đi hành hương Ấn Độ, đi thăm Tứ Động Tâm, đi thăm nơi Đức Phật Thích Ca đẻ ra, rồi trên trời dưới đất chỉ có mình ta là thiên thượng thiên hạ độc tôn. Rồi đi đến cái chỗ mà Đức Phật lần đầu tiên mà Ngài thành Phật, Ngài thuyết pháp, kêu là chuyển pháp luân để động tâm. Tôi không cần đến đó. Tôi chỉ cần nhìn những cái clip đồng bào tôi đi biểu tình bất bạo động rồi bị công an đánh đập tàn nhẫn là tôi đã động tâm rồi. Đâu có cần tốn bạc ngàn qua Ấn Độ. Tôi đã động tâm từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi đã động tâm từ lúc tôi đi trên tàu vượt biên vào tới đảo Ga Lăng, thấy những cô gái bị hải tặc hãm hiếp, giết chồng, giết con. Tôi không cần đến nơi xuất Phật mà tôi vẫn động tâm. Ngày nào mà đồng bào vẫn còn đau khổ, tôi vẫn động tâm. Ngày nào mà tôi thấy cái bọn đảng Cộng sản thu góp hết tài nguyên để đi qua Hoa Kỳ đầu tư theo cái diện EB-5 thì tôi vẫn động tâm. Tôi không thể ngồi thiền được. Tôi không thể tụng kinh được. Gần đây mà những phát tu tôi còn cảm thấy xấu hổ nữa. Xấu hổ là sao? Tôi cảm thấy tôi gửi sớ cầu an tôi cũng mắc cỡ nữa. Có những người gửi sớ cầu an, cầu nguyện. Cầu nguyện làm sao cho Đức Phật Quan Âm gia hộ cho mấy đồng bào bị bắt được thả ra. Tôi nói cái đó Quan Âm đâu có bắt đâu. Đức Quan Âm hoàn toàn không có bắt. Mà tôi chỉ gửi hết cái tâm thư của tôi đến tất cả những người cảnh sát cơ động, những công an đang canh gác các nhà tù ở Phan Đăng Lưu, ở Khám Chí Hòa. Hãy động tâm dùm đi. Quý anh là người Việt Nam, quý anh cũng phải còn có chút gì lương tâm của người Việt Nam. Tôi không lên án Phật giáo, không có yêu nước. Nhiều người lầm cái tựa đề tại sao Phật giáo không xuống đường biểu tình. Cái người đánh cái tựa đó là cô Hồng Đức, cô đánh sai rồi. Tại sao các chư tăng ni, hòa thượng, thượng tọa, lãnh đạo Phật giáo không đồng hành xuống với Phật giáo, Phật tử đi biểu tình? Cái tựa đề là như vậy đó. Cô Hồng Đức cô đánh thiếu. Trong cuộc biểu tình từ ngày 10 tháng 6 cho tới bây giờ, 200.000 đồng bào tại Sài Gòn thì trong đó cũng trên 100.000 là Phật tử rồi. Nhưng mà có 1-2 ông thầy thôi. Chứ đừng có nói là Phật giáo mà vô cảm. Phật giáo không yêu nước bằng công giáo.
Thật ra Phật tử yêu nước lắm. Phật tử xuống đường rất nhiều. Chỉ có mấy ông nhà sư khi mà cần cất chùa, khi mà cần đúc tượng, khi mà cần xây chuông, khi mà cần gây quỹ thì yêu cầu đồng bào giúp mình. Nhưng mà bây giờ quý vị là lãnh đạo tinh thần, tại sao quý vị không hiên ngang giống các cha xứ, các linh mục, các sứ đạo? Các linh mục sứ đạo không lẽ họ không sợ chết hay sao? Nhưng mà tại sao họ dám hiên ngang? Họ dẫn nguyên cả sứ đạo đi xuống đường biểu tình. Mà trong khi đó quý vị thấy linh mục Quyển Văn Lý, Ngài cũng bị cô lập. Ngài đã từng vào tù và Ngài đã nổi tiếng khắp thế giới ở trong một cái phiên tòa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một cái người linh mục bất bạo động bị một tên công an bịt miệng tước tòa án, và cái hệ thống tòa án Việt Nam đã nổi tiếng khắp thế giới. Cái bức hình mà một tên công an bịt miệng một vị linh mục tay không vũ khí. Cho nên nói cái này thì phải nói rõ. Tại sao các vị sư, hòa thượng thượng tọa lại yếu hèn vậy? Vì các vị này đã được Cộng sản Việt Nam đào tạo. Mà những vị không được vị Cộng sản Việt Nam đào tạo thì các vị này lại hèn nhát. Mà quý vị tu mà quý vị còn sợ chết thì không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật chết tức là sống, sống tức là chết. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhờ có chết, chúng ta mới có tái sinh. Một ông lão vừa trút hơi thở, thì 49 ngày sau, cái thần thức đó sẽ trở lên nhập thai và có một em bé chào đời. Cho nên chết không phải là hết. Nhưng chết, mà chết vì gì? Chết vì ăn trộm ăn cướp, chết vì bán nước, chết vì bất hiếu cha mẹ, còn chết cho tổ quốc, thì cái chết này xứng đáng là đệ tử Phật chứ. Cho nên, tại sao các cha anh hùng vậy? Vì Đức Phật, khi còn tại thế, lúc nhập diệt, Ngài không để cái tăng đoàn này cho ai hết. Ngài để lại kinh luật luận làm thầy, giới luật làm thầy. Nhưng mà tôi không thấy một cái kinh nào Đức Phật dạy là tỳ kheo tu hãy thành cục đá. Mà Đức Phật dạy rằng sanh vào thời gặp Phật, đi phục vụ cho Phật có phước. Bây giờ sanh vào cái thời không gặp Phật, phục vụ chúng sanh, phục vụ cha mẹ chính là phục vụ Phật. Mà Đức Phật đã nói rằng tôi nhớ Ngài tôi thọ tỳ kheo. Hòa Thượng Huệ Thành có dặn rằng Thông Lai, đây là cái bàn, con lại Hòa Thượng Kiến Châu ba lại xin nợ cái thân này, mượn của cha. Mẹ tôi lúc đó đã chết. Hòa Thượng Huệ Thành đưa cái hình của sư cô Diệu Pháp, con lại sư cô Diệu Pháp ba lại xin nợ cái mẹ cái thân mang nặng đẻ đau, 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốm, chỗ ước mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Lúc đó tôi mới hỏi Hòa Thượng, con từ cha từ mẹ, bây giờ con nhận ai làm cha mẹ? Không lẽ con mồ côi hả Hòa Thượng? Hòa Thượng nói rằng, kể từ ngày hôm nay, con là trưởng tử Như Lai, là đệ tử Phật. Con nhận những người nam lớn tuổi là cha, những người nữ lớn tuổi là mẹ, những người nhỏ tuổi hơn là con, những người nhỏ tuổi hơn là em. Cho nên hàng triệu bà mẹ của tôi ở Việt Nam đang đau khổ, hàng triệu ông cha của tôi đang bị đọa đày, hàng triệu đứa con gái của tôi đang sắp sửa làm nô lệ tình dục, hàng triệu những đứa con trai tôi sắp sửa bị bán nội tạng. Tàu cộng đem bao nhiêu chất độc, đem bao nhiêu phá hoại môi trường,
tàn phá quê hương. Cho nên tôi phải đền bốn ơn nặng. Mỗi buổi sáng tụng lăng nghiêm, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm. Nguyện một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Thì bây giờ trên đền bốn ơn nặng là ơn tổ quốc là ơn đầu tiên, ơn cha mẹ là ơn thứ hai, ơn thầy tổ là ơn thứ ba, và ơn chúng sanh là ơn thứ tư. Dưới cứu khổ tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ ai đang ở địa ngục? 94 triệu đồng bào của chúng tôi đang ở địa ngục. Ai đang ở loài ngạ quỷ? Hàng triệu đồng bào của chúng tôi đang thiếu ăn. Những em bé phải móc bọc, phải lộn những tô phở còn lại chút cặn, đi ăn cơm thừa canh cặn, kêu là ngạ quỷ, là đói. Súc sanh là ai? Súc sanh chính là những tên công an, cộng sản, mang máu Việt Nam. Loài súc sanh là nó không biết cha mẹ, không biết cội nguồn. Hồi đó trong một cái đoạn kinh Đức Phật dạy súc sanh là sao? Súc sanh là thế này các đệ tử Phật. Loài người á, có một món ăn ngon là nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới anh em, vợ con. Còn con chó đó, mà nó tự nhiên nó đang ngồi đó, rồi nó có cha nó ngồi đó mà dục ra cục xương, là chó con giành với chó cha. Cho nên loài vật thua loài người ở chỗ là sống vì cái tham lam ích kỷ, nghĩa là không nghĩ tới cha mẹ anh em. Cho nên những cái loài súc sanh là những người không hồi đầu với dân tộc, nhận giặc làm cha, lấy nhân dân làm kẻ thù, thì sống với ai đây hỡi Đảng Cộng sản? Cho nên tôi có bổn phận là trên đền bốn ơn nặng, mà dưới tôi phải khai mở cho những loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh phải mở lại cái tâm làm người, nhân lễ nghĩa trí tính. Loài người là có nhân, có lễ, có nghĩa và có trí và có tính. Cho nên nhân đọc cái lá thư của một vợ của đảng viên cộng sản, tôi bức xúc, tôi khó chịu, nhưng mà tôi rất vui. Vui là tại sao? Vì có những người, vợ của những đảng quỷ cao cấp, bắt đầu nhìn ra sự thật, bắt đầu thấy xấu hổ, và nãy cô nói cô không biết làm cái gì. Nếu mà cổ bây giờ cổ kêu người ta xuống đường, hoặc là kêu chồng con xuống đường, thì cổ sẽ bị thanh trừng giống như là Trương Gia Long. Bây giờ bằng cách cổ viết lá thơ, nhờ thầy Thông Lai đọc cái tâm sự hối hận, những cái tâm sự ăn năn bứt rứt, nghĩ lầm về những người tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ và khắp nơi thế giới, để kêu gọi những người đảng viên mà còn u mê, còn bị lường gạt. Giờ này tôi nghĩ không ai mà không biết là nước sắp mất đâu. Tại vì cái cảnh Tàu Cộng mà cách đây 10 năm tôi nói hoài đó, tôi nói là Hiệp nghị Thành Đô không ai tin. Tôi nói Cộng sản Việt Nam sắp bắt nước, đệ tử ruột của tôi cũng không tin. Tôi nói là Cộng sản nó đang đầu độc cả tổ quốc cũng không tin. Tôi nói nó sẽ tàn phá toàn bộ môi trường Việt Nam cũng không ai tin. Nhưng mà giờ này đó quý vị thấy rõ rồi. Hả? Ba đặc khu kinh tế 99 năm. Thì quý vị biết rồi, đó là cái bằng chứng bán nước số 1. Cái bằng chứng bán nước số 2 là rất nhiều những tướng lãnh như là Trương Gia Long, đó là bên công an, bên quân đội có nhiều vị tướng, cũng đã lên nói là mất nước rồi. Rồi quý vị, rất nhiều những cái vị đại biểu quốc hội cũng mặc lên phát biểu, và họ chấp nhận họ bị tù đày hoặc là bị cho về hưu non. Quý vị thấy ông bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng là cái ông gì đó, ông Thanh hay gì đó, ông dám chỉ trích những cái tham quan thì ông bị Tàu Cộng bỏ thuốc phóng xạ và đi qua Hoa Kỳ có 2 tuần và về là chết. Những người nào mà yêu nước thì bị Cộng sản tàn độc giết hại thẳng tay.
Cho nên tôi thấy rõ ràng, bây giờ này những cái clip mà chính những người ngư dân sống sót, họ quay lại cái cảnh tàu cộng, dùng các tàu có vũ khí, có tốc độ cao, đâm thẳng vào các tàu bè bằng gỗ của ngư dân Việt Nam, trong hải phận Việt Nam. Rồi cảnh sát biển Việt Nam, tàu kiểm ngư Việt Nam ra can thiệp, cũng bị tàu Trung Cộng lấy vòi rồng phun và cũng ủi, mặc dù tàu sắt mà cũng bể hông, hông bên trái, hông bên phải te tua luôn. Và chính đài VT của Cộng sản coi như chiếu lại những cái clip đó để lên án, và rất nhiều rất nhiều. Rồi bây giờ những cái lo phát thanh bằng tiếng Tàu ở tại Nha Trang, những cái lo phát thanh tiếng Tàu ở tại Đà Nẵng, những cái lo phát thanh tiếng Tàu ở tại Kỳ Anh, Thanh Hóa, Nghệ An, người Việt Nam mà lại phát tiếng Tàu thì xin hỏi quê hương Việt Nam còn hay đã mất? Giờ này chỉ có người đuôi, người điếc, người thần kinh và những tên đang hưởng đặc quyền đặc lợi như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, những tên đảng viên cao cấp thì nó mới không biết là mất nước mà thôi, gì mất nước có lợi cho nó. Còn bán nước có lợi cho nó chứ không có lợi cho đồng bào. Còn ngoài ra, tất cả những đảng viên mà thấp cổ bé miệng, tôi biết những đảng viên mà vào đảng sau này đều là những người cuốn theo chiều gió, cuốn theo chiều gió để được ăn trên ngồi trước thôi. Chứ quý vị không có một cái gì là lý tưởng. Rồi những cái tờ báo của Tàu Cộng, nó đăng hình Hồ Chí Minh lấy cô vợ đầu tiên, nó đăng hình Hồ Chí Minh qua bên đó làm cái gì, chính những cái tờ báo của Tàu Cộng nó tung ra. Tin tức đầy dẫy hết. Không phải cái tin tức này của cái bọn phản động ở tại hải ngoại đâu. Những cái trang báo đó bằng là chữ Tàu, mà tôi là cái người biết chữ Hán cho nên tôi đọc rõ. Những cái trang báo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã công bố lý lịch của Hồ Chí Minh. Thật sự ra là Hồ Tập Chương và Hồ Tập Quang, một thiếu tá trong quân đội của Hồng quân của Mao Trạch Đông. Cho nên nằm tại Ba Đình ngay cái tên Hồ Chí Minh cũng là giả. Ở Việt Nam giờ cái gì cũng giả, gạo cũng giả, trứng cũng giả, thuốc cũng giả, và kể cả bằng cấp cũng giả. Và vì tại sao giả? Vì cái tên Hồ Chí Minh thần tượng của tất cả những người mà bị Cộng sản gạt cũng là giả luôn. Cho nên tối nay tôi đem nửa bức thư của một vợ đảng ủy cao cấp để gửi một thông điệp đến tất cả những đảng viên Cộng sản. Không có dám xuống đường, không có dám hy sinh cái chức vụ của mình như Trương Gia Long. Không dám hy sinh thì ít ra cũng viết được những lá thư sám hối, để mà mình sẽ thấy rằng mình có một phần nào xứng đáng là mang dòng máu Việt Nam. Chúc quý vị một đêm an lành và cầu nguyện. Cầu nguyện ai? Cầu nguyện cho những anh công an đang coi những tù nhân lương tâm. Các anh công an đang gác tù, nghe được cái clip này, xin nhẹ tay với các đồng bào yêu nước đang quý vị anh đánh đập. Xin các anh công an nghe được cái clip này đã bỏ đói đồng bào, hãy nấu cho đồng bào một gói mì khô. Xin các anh công an đã không cho đồng bào uống nước, xin hãy chia sẻ cho đồng bào một ly nước. Xin các ông công an, mấy anh ơi, những người tù lương tâm, những người mà bị bắt trong cuộc biểu tình bất bạo động, họ tranh đấu cho dòng họ của họ, cho Tổ quốc Việt Nam, trong đó có con cháu của anh. Và mấy anh biết rằng bể khổ mênh mông, quay đầu là bến. Tôi không có gửi sớ cầu an cho Đức Phật Thích Ca,
Tôi không gửi sớ cầu an cho Đức Phật Bà Quan Âm. Tôi gửi những lời kêu gọi của một người dân Việt Nam mang màu áo của Đạo Phật. Kêu gọi các anh hãy nương tay những người tù lương tâm, những người đứng lên bảo vệ chánh nghĩa, bảo vệ tổ quốc. Kêu gọi các vị hòa thượng thượng tọa, đại đức ở trong hàng ngũ quốc danh hoặc quốc gia hãy có tiếng nói. Tại sao hòa thượng Quảng Độ dám lên tiếng? Tại sao linh mục Lý dám lên tiếng? Tại sao các đức cha coi các sứ đạo dám lên tiếng mà quý vị không dám lên tiếng? Cho nên quý vị ơi, Phật tử Việt Nam yêu nước, Phật tử Việt Nam xuống đường biểu tình rất nhiều, nhưng mà các hòa thượng thượng tọa có yêu nước hay không phải nhìn vào hành động của các vị trong cái cuộc biểu tình từng tới này. Trân trọng kính chào và chúc tất cả những người Việt Nam yêu nước hay bán nước hãy nhìn lại tổ quốc còn là còn tất cả, tổ quốc mất là mất tất cả. Và gần đây có một cái người tôi hỏi tôi trước khi tôi goodbye để mà ngủ, quý vị cũng cần ngủ, thì họ hỏi làm sao để tin những cái clip mà nó thật và cái clip giả. Thì đệ tử của tôi ở Việt Nam bây giờ họ nói rằng chỉ cần một người lái xe đi đường, đi ngang qua các tụ điểm quan trọng như khu vực nhà thờ Đức Bà, khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, khu vực vào phi trường Tân Sơn Nhất, những người nào chỉ cần đưa cái máy iPhone lên quay là bị bắt ngay, dùng cái điện thoại quay là bắt ngay. Cho nên không có một cái clip nào rõ ràng. Mà khi nó bắt vào đó là nó bắt đầu đưa cái phone nó và nó bắt đầu mở cái phone ra. Nó biểu mở coi mình đã liên lạc với ai, mình đã text message gì. Nó coi mình cái account Facebook mình có post bài gì mà phản động hay không. Có là đưa về bắt liền. Không có là nó qua ninh, nên nó không có được quay nữa. Đó là những người vô tình. Thì như vậy làm sao mà có những cái clip biết thật? Thì bây giờ một số giáo dân họ có liên lạc với tôi. Họ nói rằng những cái clip mà do các người công giáo quay, rồi họ vào nhà thờ họ bỏ lên, họ phót lên, những cái clip đó là thật. Vì các đức cha, các vị linh mục, các giáo sứ đạo, họ vào trong nhà thờ, sau khi mà họ đi biểu tình xong họ quay lại, họ upload lên, mà các cha ở trong đó dùng internet và điện thoại upload lên, công an nó dây ở ngoài, nhưng mà nó không làm gì được. Lý do là các giáo dân họ rất đoàn kết. Các giáo dân mà thấy mà bọn công an côn đồ mà dây giao cha xứ là họ nhào ra, họ bảo vệ. Cho nên các cái clip đó được bảo đảm là có sự thật. Còn những cái clip mà của Phật giáo là sao? Thì tôi hỏi các anh thì nó nói là tụi con bây giờ, tụi con ngụy trang cái iPhone trong cái áo, tụi con khoét cái lỗ ra chừa cái chỗ mà cái ống kính thôi, tụi con chạy một đoạn rồi tụi con quay, công an không có bắt. Thành ra những cái clip nào mà sư phụ hay là thấy là cái clip đó là chạy xe rồi quay, nó không có rõ đầu rõ đuôi đó, chỉ thấy là cái cảnh người ta đi biểu tình nhưng mà tụi con không có đưa lên mặt được, tụi con bỏ trong túi áo, tụi con mai ở trong người hoặc là con giấu trong nón, tụi con khoét cái lỗ chỗ mà cái camera, thì những cái clip đó là những cái clip tin tưởng. Ngoài ra bây giờ chỉ cần cầm cái phone đưa lên là tụi nó bắt rồi, chứ đừng có nói gì mà upload. Cho nên gần đây những cái quý vị đang dùng cái hệ thống truyền thông, hệ thống YouTube, hệ thống Facebook, trước khi quý vị share một cái tin tức gì, quý vị kiểm chứng cẩn thận. Nếu không, quý vị rơi vào cái âm mưu của Cộng sản làm mất uy tín cái hệ thống truyền thông tại Hoa Kỳ. Trân trọng kính chào quý vị. Ngày mai tôi sẽ đọc tiếp phần nửa lá thư của vợ một đảng ủy cao cấp, rồi có những cái lời bình luận. Tôi tiếp tục làm cái bổn phận của một công dân Việt Nam, bảo vệ tổ quốc, yểm trợ những người đang bị ở tù.
Và tôi bảo đảm với quý vị, trang web của tôi sắp thành rồi. Tại vì tôi đang test thử. Cái trang web này phải đương đầu với cái hai test của tình báo Hoa Nam, chứ không phải là trang web bình thường. Tôi sẽ nói rõ. Cái trang web này sẽ ra mắt quý vị một ngày rất gần. Và tôi rất cần nhiều chữ ký của quý vị. Và tôi nói rõ cho quý vị luôn, có nhiều chuyện tôi không có công bố được bây giờ. Ngày tôi về ở Washington DC là cuối tháng 10. Và ngày đó có nhiều chương trình mà tôi không có ra public. Lúc đó quý vị sẽ thấy tôi làm hết tất cả mọi thứ. Và tôi tuyên bố quý vị rằng Tàu Cộng không thể nào thôn tính Việt Nam bằng Hiệp nghị Thành Đô. Và Tàu Cộng cũng không thể nào mà chúng ta lóc được Hiệp nghị Thành Đô rồi, Tàu Cộng cũng không thể nào thôn tính một đặc khu nào của Việt Nam. Vì thanh niên Việt Nam, đồng bào Việt Nam, Phật tử Việt Nam và các sứ đạo Công giáo là những người anh hùng nhiều lắm. Dòng máu Quang Trung Nguyễn Huệ, dòng máu Hai Bà Trưng không bao giờ mất ở trong trái tim của những người Việt Nam yêu nước. Và những cái nỗi rai rứt, những cái nỗi khổ hận, những cái nỗi bị lừa dối, và những người giống như là vợ của đảng quỷ này cũng sẽ rất nhiều trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi bảo đảm quý vị, Việt Nam không bao giờ là tỉnh của Tàu Cộng đâu. Vì người Việt Nam chúng ta có cái truyền thống mấy ngàn năm, hàng chục trận đã bị Tàu Cộng đưa quân gấp 10.000, 100 lần, nhưng mà chúng ta vẫn đánh Tàu Cộng tơi bời. Thì tôi nghĩ bây giờ cũng vậy thôi. Cho nên có những tỳ kheo bán nước thì có những tỳ kheo yêu nước. Có những linh mục vô cảm thì có những linh mục yêu nước. Có những Phật tử sợ chết thì có những Phật tử không sợ chết. Ở đâu cũng vậy quý vị. Nhưng mà con người Việt Nam chúng ta khi mà có những cái biến nạn thì người Việt chúng ta sẽ đoàn kết. Lúc lâm nguy người Việt sẽ đoàn kết. Nhưng mà khi mà thành công rồi thì người Việt Nam chúng ta sẽ chia rẽ. Quý vị để ý coi, từ làm ăn một cái tiệm nail, từ hùng một cái nhà hàng, từ làm một cái gì đó lúc ban đầu thì thương lắm, khi thành công rồi thì đánh phá lẫn nhau. Bởi vậy nước Việt Nam chúng ta thua người Do Thái, thua người Nhật Bản là ở chỗ đó. Trân trọng kính chào quý vị. Tiếp tục giữ niềm tin và giữ cho dòng máu của Quang Trung, của Lê Lợi, của Trần Hưng Đạo mãi mãi sống trong lòng những người Việt yêu nước. Và hy vọng lời nói này sẽ làm thức tỉnh những người lâu nay theo Đảng Cộng sản vì miếng cơm manh áo, chứ không phải vì lý tưởng. Bây giờ tượng Lê Ninh người ta đã đập bỏ rồi, còn gì để mà thần tượng nữa, phải không quý vị? Chúc quý vị sắp hồi đầu để bảo vệ quê hương.